Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới. Và bây giờ, mời các bạn hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé! Vũ Luân, con trai nuôi giống ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh như cha con ruột. Cả hai đều có cuộc sống cô đơn, không vợ con, dù thành công trong sự nghiệp. Giải mã về sự giống nhau đến kỳ lạ từ gương mặt, dáng đi cho đến giọng ca, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết từng nghe người trong nghề nói có một nghệ sĩ trẻ ca giống anh lắm. Nhận thấy người em có những bước tiến trong nghề, mà quý nhất là nỗ lực gây dựng một sân khấu cho bản thân, tôi đã nhận Vũ Luân làm con nuôi, đỡ đầu em trong quá trình phát triển nghệ thuật. Vũ Linh sinh năm 1958, năm nay 62 tuổi, lớn hơn Vũ Luân 14 tuổi. Vũ Luân sinh ngày 17 tháng 12 năm 1972, 48 tuổi, tên thật là Lương Văn Bình. Tâm sự về cha nuôi của mình, anh chia sẻ đã học hỏi rất nhiều từ nghề đến cách sống. Thậm chí, có những lần anh bị cha nuôi phạt nhớ đời. Một lần tôi làm sai một điều tối kỵ trong nghề, cha nuôi đã bắt tôi quỳ gối 2 giờ, cho bỏ cái tật ham chơi, bỏ bê giờ tập dượt. Ban đầu, tôi khóc vì cho rằng mình oan ức, vì cha nuôi quá nghiêm khắc. Nhưng sau này tôi hiểu, nếu không có sự nghiêm khắc đó, thì tôi không được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp mà suốt đời chỉ hát đám cưới, đám ma. Không chỉ giống ngoại hình, tướng đi và chất giọng, Vũ Luân còn có cái duyên lăng xê các bạn diễn y hệt cha nuôi của mình. Những bạn diễn của Vũ Luân như Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân đều nổi như cồn sau những vai diễn cặp cùng anh trên sân khấu. Nghệ sĩ Vũ Luân trải qua hai cuộc tình buồn, bây giờ 48 tuổi vẫn sống độc thân. Vũ Luân kể, ngày xưa đi hát, anh có quen một cô gái, nhưng khi vào nghề, anh thấy mình yêu nghề hơn nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn cho đam mê nghệ thuật. Đến khi ở đỉnh cao vinh quang của nghề, trái tim anh bị lỗi nhịp bởi một người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu cải lương. Nhiều khán giả sau này vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm, vì cô đào này từng lên mặt báo kể chuyện tình với Vũ Luân. Riêng anh kép tài danh lại tâm sự rằng, người tôi thương là một người khác, còn Tâm Tâm ngộ nhận là tôi thương cô ấy. Hồi đó, chúng tôi đều còn nhỏ và học chung trường Trần Hữu Trang. Sinh nhật Tâm Tâm, trong lớp ai cũng tặng quà này quà kia. Tôi không biết nên tặng gì cho quý. Vậy là tôi dắt Tâm đi mua một chiếc nhẫn. Tôi khờ, cứ nghĩ nhẫn là quý. Còn Tâm thì nghĩ tôi tặng nhẫn chắc là anh ấy thương mình. Thực tình, tôi chưa bao giờ nhắn tin, ngỏ lời hay đặt vấn đề tình cảm, đi chơi, đi ăn uống riêng với Tâm Tâm. Tôi luôn xem Tâm như một người bạn học chung lớp. Khi biết Tâm hiểu lầm, tôi thấy mắc cười nhưng cũng không giải thích. Vũ Luân và Tú Sương đã có một thời tình cảm hơn mức cho phép, chính xác là tình yêu tuổi mới lớn, quen nhau và tìm hiểu nhau đến mấy năm, nhưng cuộc sống không như mình tính. Cho nên, cả hai cuối cùng chỉ có duyên với nhau ở sân khấu mà thôi. Từ khi Tú Sương lập gia đình đến giờ, Vũ Luân luôn xem Tú Sương như một người bạn, một đồng nghiệp ăn ý, một cô em gái, chứ không hề có tư tưởng yêu đương như thuở xa xưa. Từ sau cuộc tình với bạn diễn nhưng không thành, Vũ Luân phải mất rất lâu sau mới mở lòng đón nhận một người con gái khác, kém anh 20 tuổi, là tiểu thư con nhà giàu có, thế lực ở Sài Gòn. Cô ấy cũng là một khán giả ái mộ anh. Tình cảm sâu sắc mặn nồng là vậy, nhưng anh Kết vẫn quyết định chia tay. Cô ấy là con một, gia đình giàu có thế lực ở Sài Gòn này. Ba mẹ cô ấy cũng rất thương tôi, nhưng lại không muốn cho tôi đi hát. Họ muốn tôi làm kinh doanh theo con đường mà họ đã sắp đặt sẵn. Bị gia đình ngăn cấm, nhưng Vũ Luân và người yêu vẫn lén lút gặp nhau. Thế nhưng, vì nghĩ cho tương lai của người yêu, anh đã quyết định phải kết thúc cuộc tình này. Dập tắt lửa lòng, người yêu của Vũ Luân theo gia đình sang nước ngoài định cư. Từ đó đến nay, cả hai không còn gặp nhau nữa. Nam nghệ sĩ tài danh cũng quyết định khép chặt lòng mình. Hiện tại, Vũ Luân sống một mình. Sau thời gian định cư ở nước ngoài, Vũ Luân về nước tiếp tục thắp lên ngọn lửa nghề và vun vén cho thánh đường sân khấu. Vũ Luân cho biết được không ít khán giả quan tâm cuộc sống riêng, lo anh lẻ loi sau ánh đèn sân khấu, nhất là khi mẹ diễn viên đã qua đời. Tuy vậy, nam diễn viên hài lòng cuộc sống hiện tại. Anh nói, lịch làm việc thường kín nên tôi không có thời gian để buồn hay cô đơn. Những gì tôi có được hôm nay đều do tổ nghề đãi. Cho nên, tôi luôn muốn tận dụng khoảng thời gian còn sức khỏe để dành tâm huyết cho nghệ thuật, đền ơn tổ nghiệp và góp phần truyền lửa nghề cho các diễn viên trẻ. Cuộc sống cô đơn của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh năm 1958 tại Sài Gòn, tên thật là Võ Văn Ngoan. Mọi người thường gọi anh bằng cái tên thân mật là anh Năm. Gia đình anh có 6 chị em và ngoài Vũ Linh còn có 2 người em khác theo nghề là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh. Anh là người trải qua thời hoàng kim nhất của sân khấu cải lương với các vở diễn như Hòn Vọng Phu, Dụ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt,
cô đào hát, Lương Sơn Bá. Năm 1972, anh theo đoàn hát Đồng Ống Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh. Một thời gian sau, về hát cho cánh hoa anh Đào Kim Trường và gặp được nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Hai người này đã thương mến anh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn. Vào thời điểm ấy, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là kép chính lừng lẫy của các đoàn hát. Nhiều cô đào cải lương đóng cùng với anh đều trở nên nổi tiếng. Từ Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Phượng Mai, Thoại Mỹ đều thành công nhờ vào đóng cặp với anh. Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu, nhưng ngoài cuộc sống, anh lại có đời sống tình cảm khá lận đận. Tình đầu của Vũ Linh là một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà giàu. Tuy nhiên, bố mẹ nhà gái phản đối nên cả hai đành chia tay trong đau khổ. Rất lâu sau đó, anh mới có mối quan hệ mới với cô gái ở gần nơi đoàn diễn. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, họ có cậu con trai nhỏ nhưng đến khi 3 tuổi, cậu bé bị bệnh chẳng may qua đời. Anh đau đớn và tìm đến rượu để vơi bớt phần nào sự mất mát. Sau hai cuộc tình trắc trở, Vũ Linh đã từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. Mặc dù nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộm, nhưng anh vẫn không đón nhận ai. Đến cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân. Những nỗi đau về tinh thần khiến anh tìm đến rượu chè và bài bạc. Có những canh bạc Vũ Linh thua trắng 3 căn nhà. Anh từng trải lòng, tôi đã từng vướng vào nó khi nhiều chuyện buồn trong đời ập tới. Mẹ tôi qua đời, người yêu đầu đời rời xa vì chia kép hát tỉnh đã khiến tôi chôn vùi cuộc đời vào sòng bạc. Để có tiền trả nợ, tôi nhận quay phim video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại thời gian mình trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, giữ bỏ tất cả những ký ức đen tối. Lúc đó, tôi mới thầm câu nói của ông bà, thắng bản thân mình thật khó. Nghệ sĩ Vũ Linh đã thoát khỏi những cám dỗ bài bạc bằng sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người thầy của mình, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh là người khá kín tiếng với truyền thông. Ở tuổi 62, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng chọn cách lui về hậu trường và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Anh được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Không ít lần Vũ Linh đã giúp đỡ những nghệ sĩ trẻ trong các vở diễn. Nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy từng gọi Vũ Linh là người mình thương. Hiện tại, nghệ sĩ Vũ Linh đang sống tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài năm, nam nghệ sĩ đã từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đi làm từ thiện ở nhiều nơi nhưng không công khai với báo chí. Anh từng tâm sự, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh. Tôi trải nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.